Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, nếu như trước đó ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Mới đây ở giai đoạn 2, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền. Liệu rằng ông Chu Lập Cơ đã giúp vợ mình rửa tiền như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi các thông tin dưới đây. Chu Lập Cơ giúp vợ Trương Mỹ Lan rửa tiền như thế nào? Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số 34 bị can, ông Chu Lập Cơ, Chu Napsky Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ở giai đoạn một vụ án, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Cơ quan điều tra làm rõ ông Chu Lộc Cơ khi còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square đã nắm giữ tới 99,26% cổ phần tại công ty này. Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của vợ ông Chu Lộc Cơ đã lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu. Khi đó, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan thống nhất việc dùng tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay. Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Trương Mỹ Lan chỉ định. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, ông Chu Lập Cơ đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống, giải ngân tiền vay tại SDB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền ngân hàng giải ngân là gần 30.000 tỷ đồng thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, các khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc và lãi, nên các khoản nợ đến hạn không thể trả. Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục thuyết phục chồng ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square để tiếp tục sử dụng tài sản của công ty thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng. Việc này nhằm gia hạn nợ đang vay SCB. Cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho vợ rút tiền gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng. Bắt đầu ở giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số tiền hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa Master của chồng là ông Chu Lập Cơ. Trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại ngân hàng SCB, hơn 81 tỷ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán tại ngân hàng SCB bởi các khoản vay khống khác, các khoản vay sau trả cho các khoản vay trước, hơn 31 tỷ đồng có từ các khoản vay chưa được tất toán tại SCB đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022 đã bị xử lý về tội tham ô tài sản. Có hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành bán trái phiếu cho công ty An Đông. Trong tổng số hơn 225 tỷ đồng, ông Chu Lộc Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành bán trái phiếu công ty An Đông và các hoạt động như đã nêu trên. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lộc Cơ thừa nhận có biết vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản đứng tên ông. Để sử dụng thanh toán các hoạt động dịch vụ trên. Hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông. Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan. Xét thấy xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, ông Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải có nhân thân tốt, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình đối với chồng bà Trương Mỹ Lan. Tất tần tật về đế chế vạn thành phát và những con số không thể tưởng tượng. Thưa quý vị, nhìn những con số siêu khủng về số tiền bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt của SCB. Số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để Trương Mỹ Lan rút ruột. Số tiền hối lộ quan chức, số bị hại đầu tư mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát Số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan, đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất. Những con số khổng lồ về Vạn Thịnh Phát. Chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, khoảng 13,2 tỷ USD xô đổ mọi kỷ lục về tham ô tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay. Thông qua ngân hàng STB, bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột 1 triệu 066 000 tỷ đồng, sau đó thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn thịnh phát, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật là người có quan hệ họ hàng cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát giúp Trương Mỹ Lan lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng lãi phát sinh 129.372 tỷ đồng là tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Tiếp tay góp phần cho Trương Mỹ Lan tham ô là 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, trong đó phải kể đến Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 118 tỷ đồng để bao che, bưng bít cho những sai phạm của tập đoàn tội phạm Vạn Thịnh Phát và bà trùm mafia Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra, kiểm tra ngân hàng SCB. Số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan gồm 589 tỷ và 15 triệu USD, 43 tài khoản ngân hàng, tương đương gần 2.100 tỷ đồng. 789 tỷ trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Gương. 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng. 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng. 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan, một du thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà Lan tại các công ty có liên quan. Nhìn vào số tài khoản khủng đó, đủ để thấy mức độ giàu có của bà Lan ra sao. Và để có được số tài sản đồ sộ đó, bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có giỏi của người đàn bà thủ đoạn này thủ đoạn lũng đoạn tinh vi. Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn. Vì từ khi sắp nhập năm 2012 đến nay, bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85 đến 91,5%. Số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tiến dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thương trú tại Hồng Kông, chồng bà Lan. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.000 tỷ đồng. Các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB được bà Mỹ Lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ 15 đến 40 triệu đồng một năm. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ. Do đó, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty Times Square Việt Nam, nội dung tiếp tục dùng tài sản của dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cánh tay trái đắc lực giúp sức cho Trương Mỹ Lan chính là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, vợ ca sĩ Thanh Bùi, cháu ruột của Trương Mỹ Lan. Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2022, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Giúp sức cho Trương Mỹ Lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng SCB, gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, tại Chiêu Trung, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng SCB. Đây là những người lan tin tưởng, thân tín, có trình độ và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, được lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của Lan. Các hồ sơ chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Để thực hiện được hành vi rút, chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên của 5 công ty thẩm định giá, gồm công ty tầm nhìn mới, công ty MHD, công ty Thiên Phú, công ty Esim và công ty DATC, có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Nhận qua để bao che Tuy nhiên, giúp cho SCB thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt để của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Vụ 1, sau này là Cục 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra ngân hàng SCB. Quá trình thanh tra phát hiện nhiều chỉ tiêu phản ánh thực trạng SCB rất xấu. Hệ số an toàn, nợ xấu, tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại SCB hơn 112.800 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước, nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lan và ngân hàng này. Trong đó nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là trưởng đoàn thanh tra, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan. Lãnh đạo ngân hàng SCB và 4 lần nhận hối lộ, tổng cộng 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Tuy nhiên, dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt, lọc lõi đến đâu, nhưng lưới trời lồng lộng, Trương Mỹ Lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Bản thân bà Lan cũng đã bị đối tác là đại gia Nguyễn Cao Chí chủ tịch tập đoàn Capella, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỷ đồng. Ông Chí và bà Lan bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty. Ông Trí đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án. Tuy nhiên, các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, do thẩm phán Phạm Lương Toàn tránh Tòa hình sự Tòa Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa. Có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những bị cáo còn bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bào chữa, gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức. Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.